Viện nghiên cứu chiến tranh tại Mỹ cho biết, Nga vừa điều chuyển lực lượng tinh nhuệ nhất tới vùng Zaporizhia để ngăn chặn Ukraine giành lại khu vực này. Lực lượng của Nga đã được điều từ khu vực Kremina thuộc tỉnh Luhansk đến khu vực Rabotin thuộc phía tây tỉnh Zaporizhia. Viện nghiên cứu chiến tranh tại Mỹ cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Nga thiếu quân dự bị. Rabotin đang là tâm điểm giao tranh ác liệt, trong đó lực lượng Ukraine đạt được kết quả đáng kể về mặt chiến thuật trong những ngày gần đây. Các nguồn tin của phương Tây cho biết, lực lượng Ukraine có thể đã vượt qua được tuyến phòng thủ mạnh nhất của Nga trong khu vực, dù cho đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá nào. Trong khi đó, lực lượng Nga cũng đang tăng cường pháo kích và không kích nhằm vào các vị trí của Ukraine ở Lyman và Kupiansk. Trang Kiev Independent cho biết, Nga đã tập trung hơn 100.000 quân theo hướng Kupiansk, Lyman của lực lượng Kharkov và Luhansk. Ngày 27 tháng 8, Ilya Zeblas, nhân viên báo chí của nhóm lực lượng miền Đông cho biết, có 45.000 binh lính tấn công về phía Kupiansk và 48.000 binh lính tấn công về phía Lyman. Nga đều kiểm soát cả hai thị trấn này trước khi Ukraine giành lại vào năm ngoái.